Thái Lan treo cờ rủ tự nhớ Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Người phát ngôn chính phủ Thái Lan Chaiwat Charong ngày 31 tháng 7 cho biết, thủ tướng Thái Lan đã yêu cầu treo cờ rủ trong 2 ngày, mùng 1, mùng 2 tháng 8 năm 2024 để tưởng nhớ Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tin từ Ban Thư ký Nội các Thái Lan cho biết, Thủ tướng Srettha Thavisin đã chỉ đạo tất cả các cơ quan chính phủ doanh nghiệp nhà nước trên toàn vương quốc treo cờ rủ trong hai ngày đầu tháng 8 để tỏ lòng kính trọng đối với Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Trước đó, Thủ tướng Srettha cùng đại diện nhiều bộ ban ngành Thái Lan đã đến Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan viếng Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trong sổ tang, Thủ tướng Srettha viết, Thay mặt chính phủ và nhân dân Thái Lan, tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới chính phủ và nhân dân Việt Nam về sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Mọi suy nghĩ và lời cầu nguyện của chúng tôi đều dành cho gia đình Tổng Bí thư, chính phủ và nhân dân Việt Nam trong thời khắc đau buồn này. Chiều 26 tháng 7, đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan đã cùng hướng về Tổ quốc tham gia trực tuyến lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong hai ngày tổ chức lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đại sứ quán đã đón tiếp hơn 100 đoàn, gồm lãnh đạo chính phủ và cán bộ, ban, ngành, tổ chức Phật giáo của Vương quốc Thái Lan, các đại sứ, đại diện đại sứ quán, các tổ chức quốc tế, cùng rất đông bà con kiều bào tới viếng và ghi sổ tang chia buồn. Thư chia buồn của Tổng thống Joe Biden về Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng từ Trần Tối 27 tháng 7, trong chuyến thăm Việt Nam và đến thắp hương viếng Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ngoại trưởng Mỹ anthony Blinken đã chuyển lá thư chi buồn của Tổng thống Joe Biden gửi tới Chủ tịch nước Tô Lâm trước sự ra đi của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nội dung bức thư như sau. Tôi và Chiêu, tên thân mật của bà Chiêu Tracy Jacob Biden, phu nhân Tổng thống Mỹ, theo phóng viên, xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới phu nhân Ngô Thị Mận và nhân dân Việt Nam trước sự ra đi của Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Kể từ lần đầu tiên gặp Tổng bí thư tại Washington DC năm 2015, chúng tôi đã cùng hợp tác với nhau để vượt qua đau thương của quá khứ và nắm bắt sự hứa hẹn của tương lai không chỉ vì lợi ích của nhân dân hai nước mà còn của cả nhân dân khắp khu vực ấn độ dương thái bình dương tôi rất tự hào khi đứng cùng tổng bí thư trong chuyến thăm tới hà nội năm trước và cùng nhau mở ra kỷ nguyên hợp tác mới giữa hai nước sự kiện đó là minh chứng cho khao khát chung của nhân dân hai nước chúng ta về hòa bình và thịnh vượng cho tất cả đó cũng là minh chứng của sự quyết tâm của tổng bí thư trong đưa quan hệ hai nước lên mức cao nhất đối tác chiến lược toàn diện đất nước Mỹ sẽ không quên sự lãnh đạo này của Tổng bí thư. Mỹ hoàn toàn ủng hộ một Việt Nam hùng mạnh, tự cường và độc lập mà Tổng bí thư đã cống hiến trọn cuộc đời của mình. Như đại thi hào Nguyễn Du đã viết, Trời còn để có hôm nay, tan sương đầu ngõ vén mây giữa trời. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đóng vai trò không thể thiếu trong việc xua đi những đám mây từng có lúc che phủ quan hệ hai nước trong 50 năm qua. Chúng ta cùng tưởng nhớ ký ức về Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng bằng việc tiếp nối di sản của ngài và duy trì mối quan hệ hợp tác quan trọng này. Đến thấp hương viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, chia buồn với phu nhân Ngô Thị Mận cùng gia quyến của Tổng Bí thư. Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken đã ghi sổ tang. Thay mặt đất nước Mỹ, tôi xin gửi lời chia buồn chân thành trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, một nhà lãnh đạo có tầm nhìn đã giúp hàng gắn vết thương chiến tranh và xây dựng cầu nối hòa bình và hợp tác giữa Việt Nam và Mỹ. Người dân Mỹ sẽ mãi nhớ đến ông. Thay mặt gia quyến, phu nhân Ngô Thị Mận bày tỏ xúc động trước những tình cảm tốt đẹp của phía Mỹ. Cá nhân Tổng thống Joe Biden và Ngoại trưởng Antony Blinken đã dành cho Tổng bí thư. Phu nhân tin tưởng hai bên sẽ tiếp tục thực hiện hiệu quả tuyên bố chung Việt Nam-Mỹ tháng 9 năm 2023 để thúc đẩy và đưa quan hệ hợp tác hai nước ngày càng phát triển tốt đẹp, thực chất và đi vào chiều sâu vì lợi ích nhân dân hai nước. Nhân dịp này, phu nhân Ngô Thị Mận đã gửi lời cảm ơn chân thành và lời chúc sức khỏe tới Tổng thống Biden, phu nhân và gia đình ngày 26 tháng 7, nhà trắng đã ra tuyên bố cho biết tổng thống mỹ joe biden đã công bố việc cử một phái đoàn đại diện tổng thống sang việt nam viếng tổng bí thư nguyễn phú trọng tối ngày 27 tháng 7 tại nhà tổng bí thư nguyễn phú trọng trên phố thiền quang thành phố hà nội ngoại trưởng mỹ anthony blinken cùng phái đoàn mỹ do tổng thống biden cử đã đến thắp hương viếng tổng bí thư nguyễn phú trọng và chia buồn với phu nhân ngô thị mận cùng gia quyến của tổng bí thư cũng trong tối 27 tháng 7 tại văn phòng chủ tịch nước chủ tịch nước tô lâm đã thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước tiếp ngoại trưởng mỹ anthony blinken tại trụ sở chính phủ thủ tướng phạm minh chính đã tiếp ngoại trưởng mỹ anthony blinken tại mỹ thay mặt cho tổng thống joe biden cố vấn an ninh quốc gia mỹ jack sullivan đã tới viếng và ký sổ tang tổng bí thư nguyễn phú trọng ở đại sứ quán việt nam tại mỹ về phía bộ ngoại giao mỹ trợ lý ngoại trưởng daniel christenpring đã đến viếng và ký sổ tang nhiều bộ ngành quan trọng như bộ quốc phòng bộ thương mại đại diện thương mại cơ quan phát triển quốc tế Mỹ USS, cơ quan tài chính phát triển DFC cũng cử đại diện lãnh đạo đến viếng và ký sổ tang. Từ quốc hội, nhiều nghị sĩ, cố vấn cao cấp đã gửi lời chia buồn tới đại sứ quán, trong đó có thượng nghị sĩ Jeff Merkley, dân chủ bang Oregon, thượng nghị sĩ Tammy Duckworth, dân chủ bang Illinois. Về phía địa phương, Bộ trưởng Ngoại giao bang Maryland thay mặt cho thống đốc Westmore tới đại sứ quán để viếng tổng bí thư và ký sổ tang. Thống đốc bang Oregon Tina Kotek cử đại diện bay từ Oregon tới đại sứ quán để chuyển thư chia buồn và viếng tổng bí thư. Xúc động tình cảm của nhiều người dân đối với tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đến sáng 27 tháng 7, sau khi tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã về với đất mẹ, sổ tăng điện tử của báo Người Lao Động nhận được rất nhiều tình cảm của bạn đọc gửi đến nhà lãnh đạo lỗi lạc cả đời vì nước vì dân. Nhiều người cho biết chiều 19 tháng 7, khi nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, họ rất bàng hoàng, hụt hẫng, kèm theo tâm trạng nặng trĩu. Nghe tin ông đi xa, con rất buồn, con rất khâm phục về sự lãnh đạo của ông đã giúp đất nước Việt Nam ngày càng vững mạnh, giàu đẹp, văn minh, con rất ngưỡng mộ Tổng Bí thư với phong cách sống giản dị, nhân hậu, vì nước vì dân. Một bạn đọc cho biết. Chung cảm xúc, bạn đọc khác thổ lộ, khi nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, cảm giác của anh như mất đi người thân trong gia đình, còn như mất đi một người thân yêu ruột thịt của mình. Những dấu ấn của ông sẽ sống mãi trong lòng thế hệ trẻ chúng con. Cảm ơn vì tất cả những gì ông đã mang lại cho đất nước mình, cho thế hệ tương lai." Bạn đọc dãi bày. Độc giả khác xúc động, tiếc thương bác Nguyễn Phú Trọng vô hạn, Tổng Bí thư là nhà lãnh đạo tài ba, một nhân cách lớn trọn đời vì nước vì dân một bạn đọc cho hay lần nào theo dõi thông tin thời sự về tổng bí thư nguyễn phú trọng cũng đặc biệt chú tâm bởi những thông điệp được truyền tải tổng bí thư từ trần ông như mất đi một chỗ dựa về mặt tinh thần tổng bí thư là tấm gương sáng về tinh thần trách nhiệm sự công hiến to lớn trong công cuộc xây dựng đất nước và chăm lo đời sống của nhân dân một đảng viên kiên trung hết lòng vì sự nghiệp cách mạng cao cả nhân dân sẽ mãi nhớ đến ông Vĩnh biệt ông, một người cộng sản chân chính. Đất nước từ nay thiếu vắng một người hết lòng vì nước, vì dân, một tấm gương trong sạch, thanh cao. Đất nước và nhân dân không bao giờ quên ông. Là những bộc bạch đầy xúc động của người dân. Sau khi bày tỏ sự cảm phục trước một nhân cách lớn, một độc giả viết trong sổ tang điện tử, cháu xin kính cẩn nghiêng mình, vĩnh biệt bác Nguyễn Phú Trọng, người lãnh đạo tài năng, đức độ, giản dị, khiêm nhường. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã trao truyền nguồn năng lượng tích cực cho thế hệ trẻ tiếp bước noi gương. Nhiều người quả quyết sẽ luôn khắc ghi hình ảnh cũng như những lời căn dặn của Tổng Bí thư với cán bộ đảng viên đồng bào. Bác trọng đã làm việc cho đến giờ phút cuối cùng vì sự nghiệp cách mạng vì đất nước vì nhân dân Việt Nam, mong Tổng Bí thư yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng. Trong sổ tang điện tử, nhiều bạn trẻ bày tỏ cho phép con được gọi Tổng Bí thư là ông vì ông nhiều tuổi hơn ông bà nội ngoại của con. Từ ngày ông ra đi, xem lại những thước phim, hình ảnh, lời nói của ông, con đều rơi nước mắt. Ông vẫn làm việc đến hơi thở cuối cùng, vì nhân dân, vì đất nước Việt Nam. Nhìn lại bản thân, con thấy thật hổ thẹn, vì nhiều khi gặp khó một chút, đã nghĩ đến chuyện từ bỏ. Ông mãi mãi là tấm gương sáng, về cần kiệm liêm chính, trí công vô tư, như bác Hồ từng dạy. Chúng con sẽ luôn nói theo tấm gương ấy để học tập và rèn luyện. Nhiều độc giả báo người lao động, trong đó có nhiều người trẻ tuổi khẳng định, quyết tâm học tập, rèn luyện để góp phần phát triển đất nước, như Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn kỳ vọng, đồng thời xác quyết sẽ nguyện noi gương Tổng bí thư, cố gắng góp phần xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu đẹp hơn. Trải lòng trong sổ tang điện tử, một độc giả cho hay, một trong những điều khiến con luôn cảm phục ông là sự giản dị, thanh cao. Tuy vẫn còn là một học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường, nhưng con sẽ luôn cố gắng phấn đấu học tập, rèn luyện, để sau này có thể cống hiến cho đất nước, nguyện noi theo gương một người lãnh đạo lỗi lạc mà hết mực bình dị như ông. Người dân cả nước vừa cùng nén chặt con tim, tiễn đưa một nhà lãnh đạo về với đất mẹ. Mọi người cùng hướng về Tổng Bí Thư với một niềm tiếc thương vô hạn. Vẫn biết Trần Gian là chốn vô thường, đời người sinh ra rồi phải trở về với cõi vĩnh hằng nhưng người dân vẫn không nguôi thương tiếc một nhân cách lớn, một nhà lãnh đạo tài đức vẹn toàn, chọn cuộc đời vì nước, vì dân. Cả cuộc đời mình, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn nỗ lực lo cho đất nước, cho nhân dân. Một nhân cách lớn đã nằm xuống, nhưng tâm hồn vẫn còn đây. Tâm hồn của một người cộng sản chân chính, của Hoa Hướng Dương, của Viên Kim Cương. Một độc giả nhấn mạnh.